một hai vẫn tuyệt vời phải không ạ? Cô dâu chúng ta thì rất là máu lửa hơn chú rể rất là nhiều, bởi vì cô dâu chúng ta đã hôn chính vào đôi môi đồng thắm của người chồng của mình, còn chú rể thì lại ích kỷ quá, chỉ hôn vào trán thôi. Cô dâu chúng ta lại muốn phê nhưng chú rể chúng ta lại muốn từ từ rồi tối mới phê. Vâng, kính thưa quý vị, vâng, và người ta cưới nhau thì mới được hôn nhau. Đầy người chưa cưới đã hôn đau hết cả mồm, kính thưa quý vị. Một lần nữa tôi cũng xin thay mặt cho toàn quý vị ở đây kính chúc tình yêu hai ba được thắm thiết vững bền mãi, và ngày năm sau bên lui xe làng sẽ hầu hơ lên tiếng ả ơi, con ơi con ngủ cho ngoan, ngày này năm ấy bố mày, vâng bố mày cưới tao ạ. Chúng ta vâng, và ngay sau đây chúng ta cùng tiếp tục giải lao trong tiếng lát, chúng ta sẽ cùng giải lao tiếng lát trước khi chúng ta đến với một cuộc đường sẽ về với mấy ngàn dậy đi yêu thương, ta hãy khép mi nỗi buồn sâu thẳm trong mắt em là ánh mắt của anh, nhìn em âu yếm những rung động trái tim yêu mềm. Qua đêm nay hai ta sẽ chung sống suốt đời, phải không em ơi, anh ước mong lâu lắm rồi. Suốt đời và mãi mãi chúng ta khắc tên mình với nhau, để rồi mai về sau sáng lấp lánh dù cho thế. Sẽ về với mình.